Ông Lê Thanh Dũng, Giám đốc Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc Quốc gia Bộ Y tế cho biết, để giải quyết tình trạng thiếu thuốc, hóa chất xét nghiệm, Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc Quốc gia vừa tổ chức mở hồ sơ đề xuất tài chính các gói thầu cung cấp thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia giai đoạn 2022-2023 với 106 danh mục thuốc. Dự kiến trong tháng 7 năm 2022, Trung tâm sẽ công bố kết quả lựa chọn nhà thầu sau khi tổ chuyên gia đánh giá thẩm định. Trước đó, vào tháng 6 năm 2022, Cục Quản lý Dược đã thông báo 6.251 thuốc, nguyên liệu làm thuốc và 193 vaccine sinh phẩm y tế hết hạn trước ngày 30 tháng 6, được gia hạn hiệu lực số đăng ký. Các thuốc điều trị được gia hạn thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau như thuốc điều trị bệnh đường hô hấp, dạ dày, kháng sinh, thuốc hạ sốt giảm đau.